Hello mọi người. Có ai bất ngờ vì sự chăm chỉ của team Tanuki không? Khi mà chúng mình up video vào đúng ngày đầu tiên của năm mới 2022. Đừng lo, bạn không cô đơn vì đến mình còn bất ngờ cơ mà. Quay lại chủ đề chính thì như các bạn cũng đã thấy ở phần đầu video, trong một năm qua Tanuki đã nhận được đến hàng chục yêu cầu rằng hãy ra video về cách tỉa tóc đi. Nghe thì có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng chúng mình rất hạn chế ra mắt những clip liên quan đến tutorial, bởi vì nếu có sai sót gì thì có thể ảnh hưởng không tốt đến những người xem và học theo. Mãi đến tận bây giờ thì team mới tiếp tục ra video này bởi rất là nhiều bạn mong chờ và nhắn hỏi chúng mình. Mong là sẽ giúp ích được cho những bạn đang cần nha. Bắt đầu từ cơ bản nhất thì việc có một mái tóc đẹp, đầu tiên bạn phải vẽ được hộp sọ cho chuẩn đã. Bước 1 là bạn hãy phác sơ qua hộp sọ để dễ hình dung vị trí tóc hơn. Hãy hình dung mái tóc như một lớp màn đang bao phủ lên hộp sọ vậy. Nếu bạn vẽ hộp sọ méo hay lệch ngay từ đầu thì dù có bỏ ra hàng giờ để tỉa tóc thì nó vẫn sẽ trông sai kể khi hoàn thành tranh. Ngoài ra thì khi phác hộp sọ cũng đừng quên kẻ chụp mặt thật chuẩn để xác định được đỉnh đầu ở đâu nữa nhé. Có hai lỗi sai thường hay mắc phải nhất khi vẽ sọ chính là vẽ thừa hoặc thiếu sọ. Có thể thấy sọ quyết định rất nhiều đến form tóc. Vì vậy dù vẽ tóc đèn đến đâu mà bị dính lỗi sai như thế này thì nhìn tổng thể của mái tóc cũng sẽ không được tự nhiên đâu mọi người. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn một số lọn tóc dài cơ bản mà mình hay vẽ nhé. Thường thì sẽ có 3 kiểu phổ thông nhất là lọn tóc thẳng, tóc uốn nhẹ và lọn uốn xoăn. Với kiểu tóc dài thẳng cơ bản thì ta bắt đầu với 2 đường trục nhọn để thành hình dạng cọng tóc. Bước 2 thì thêm một vài lọn xung quanh với độ to nhỏ khác nhau. Cuối cùng thì thêm tiếp 1-2 lớp tóc ở phía dưới. Khi vẽ có thể sẽ không rõ nên khi tô mọi người lưu ý lớp tóc dưới sẽ tối màu hơn do khuất sáng. Những chỗ giao nhau giữa các lớp tóc sẽ là điểm nhấn để mái tóc nhìn sinh động và có chiều sâu hơn nha. Với kiểu tóc uốn nhẹ thì sẽ khó hơn một chút. Mọi người hãy tưởng tượng những lọn tóc là những dải duy băng hay một tờ giấy bị uốn cong. Nó mềm mại và có độ cong nhẹ hơn so với tóc thẳng. Bước đầu tiên bạn hãy phác trước hình dạng một dải duy băng, sau đó thêm thắt các lọn tóc nhỏ để tạo nên sự mềm mại. Tiếp theo là thêm một số lớp tóc ở bên dưới để nhìn trông bồng bềnh và chân thật hơn. Ở bước này mọi người nhớ để ý hướng chuyển động của tóc nữa để cho tự nhiên hơn nhé. Đến kiểu tóc lọn xoăn thì cũng áp dụng như tóc xoăn nhẹ, vẫn phát trước một dải duy băng, sau đó thêm thắt các lọn nhỏ và các sợi tóc xung quanh để tạo độ phồng cho tóc. Mọi người có thể xem hình mình minh họa ở đây để dễ hình dung hơn nhé. Trên đây là những tranh vẽ tóc mà mình đã áp dụng kỹ thuật vừa nói. Tất nhiên là nếu để thuần thục thì cũng phải luyện tập và vẽ rất nhiều để tìm được phong cách mà mình phù hợp nhất nữa nha. Tiếp theo là một trong những yếu tố rất quan trọng khi vẽ tóc, đó chính là xác định được hướng của tóc. Một mái tóc có các lọn đều chằm chạp thì nhìn sẽ rất là giả chân, vì vậy mọi người nên để ý kỹ chi tiết này nhé. Tùy vào mục đích, bối cảnh của tranh mà chúng ta nên chọn hướng tóc cho phù hợp. Lấy ví dụ như tranh này mình đang vẽ tóc xoăn thường, nhưng các lọn tóc nhìn vẫn rất bồng bềnh và bớt pha cây hơn hình bên trái phải không nào? Hướng tóc hạn chế bị đều và song song với nhau, nhưng bên cạnh đó nó cũng không nên quá lộn xộn. Như ở hình bên trái mình vẽ các lọn tóc trông rất là mỏng và rối, trong khi bên phải thì nhìn suôn mượt và đẹp hơn hẳn phải không? Mọi người có để ý là nãy giờ hướng tóc mình vẽ chỉ ở dạng tĩnh thôi không? Hướng của mái tóc cũng sẽ ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố tùy theo chủ đề và độ sáng tạo của bạn. Nhưng có hai yếu tố phổ biến nhất là do tác động của địa hình và môi trường. Mái tóc khi bạn nằm sẽ khác mái tóc khi gió thổi bay và cũng sẽ khác khi mái tóc bị móc vào đâu đó. Vì thời lượng clip có hạn nên trong video này mình không thể hướng dẫn quá chi tiết được. Nhưng đây cũng là một điểm cần lưu ý để mái tóc của bạn thêm sống động hơn khi vẽ nhé. Giờ thì ôn lại các bước mình vừa nói để thực hành nhé. Bước 1 bạn hãy vẽ một hộp sọ chuẩn trước. Bước 2 bạn hãy xác định đỉnh đầu và hướng của tóc. Bước 3 bạn thêm các lọn tóc theo hướng đã xác định. Tỉa tóc thêm chi tiết hơn nếu bạn là người chơi hệ tỉa. Và cuối cùng là hoàn thiện và chỉnh sửa thêm cho tranh gọn gàng hơn nhé. Giờ thì từ bản sketch này mình sẽ lai hoàn thiện và tô màu cho nó luôn. Ở các video trước thì có khá là nhiều bạn muốn xem full các cảnh tô màu, nên là lần này mình sẽ chỉnh speed up lên và để mọi người xem các bước lên màu của mình nhé. Bước này mình sử dụng cọ sơn quỷ và cọ đạp tuyết tầm mai, giấy màu nước Leyton Vancopress và set pocket màu nước Hobai Blossom của Tanuki. Tất cả các sản phẩm này đều đang có sẵn tại Tanuki và mọi người có thể đặt hàng qua Shopee hay website của chúng mình nha. Cũng khá là nhiều bạn hỏi về review cọ sơn quỷ nên là hôm nay mình sẽ dùng nó để tô. Còn chi tiết cảm nhận thì Tanuki sẽ làm hẳn một video khác để nói kỹ hơn nha. Mọi người xem qua giao diện của nó đây, trông cũng khá là xinh xắn nhỏ nhắn phải không nào? Mong rằng video này sẽ có ích cho các bạn. Nếu thích video này, hãy ấn like và share để ủng hộ team Tanuki nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Bye bye!